Mưa nước nó lên lên cao hả cô? Cái canh này thì độ sâu khoảng bao nhiêu hả cô? Hơn mét hả? Cái này chắc là có nhiều cá rô đồng. Cá bóng dạ. Không biết còn cá sặc thì nó là biển hay là nó ở đây à? Trong mương cá sặc. Dạ. Cá sặc là một loại cá rất che đúng không? Tiếp tục đặt lên tre.